nó là từ kiếp chó đến kiếp người. Chuyện này được ghi nhận ở trong Sa Di Lục Giải, bản dịch của Hòa Thượng Lê Phước Bình. Thì trong phần nói về tác động của luật nhân quả và sự cảm hóa đó, thì tác giả của luật Sa Di Lục Giải kể một câu chuyện rất là có ý nghĩa. Một hôm nọ có một vị hòa thượng trên đường đi du hóa đó, thì dừng chân lại ở một cái khu làng. Thì tại đây đó thì có một cái quán nhậu, thì thấy những người nhậu rượu đó đang là cột một con chó chuẩn bị giết thịt để phục vụ cho cái chầu nhậu trong chiều hôm đó. Hòa thượng này mới đem thực phẩm mà mình khắc thực được trong buổi sáng đó thương lượng với những người nhậu rượu: nếu các anh đó có thể thả chú chó này ra đó, thì các vật thực này sẽ thuộc về các anh. Các anh sẽ khỏi phải gieo nghiệp sát. Con chó đó thì được trả về với thế giới tự do. Những người bận nhậu mới trả lời rằng là: thưa hòa thượng, tụi tôi là dân nhậu, thức ăn của hòa thượng là đồ chay, tụi tôi ăn không được. Cho nên là trao đổi một phần thực phẩm chay để đổi lấy con chó đó thì nó không thích hợp, cho nên thôi và thượng hãy để cho tụi tôi giết con chó này. Nài nỉ phân tích giải thích nhưng mà dân nhậu cũng không có hoan hỷ. Thì hòa thượng mới thương lượng với họ rằng đó, trước khi các anh đó tạo ra một án mạng giết con chó này, thì hãy cho phép con chó đó được ăn bữa cơm no nê từ thực phẩm của tôi. Thì các anh bận nhậu á thì gật đầu. Hòa thượng dùng tay sờ đầu con chó, rồi vận dụng hết tất cả trường sinh học từ bi, cái năng lượng từ bi ở trong tâm và tỏa ra từ thân của mình, và nói bằng ngôn ngữ tâm với con chó rằng đó là: kiếp này đó con không may mắn đào thai làm thú, cho nên là mạng sống của con đó bấp bênh, rồi phải đi ăn xin, nay được mai không, giờ thì phải trải qua một cái kiếp và đỏ đầy và bị các bọn nhậu chuẩn bị giết thịt, cho nên thôi hết kiếp này đó hãy đầu thai làm người để trở thành người hữu dụng và lợi ích cho tha nhân. Sau khi nói xong á, thì hòa thượng mới đem thực phẩm ra cho chó ăn, và đang lúc chó ăn á, thì hòa thượng cũng tiếp tục nói về đạo lý từ bi, rồi về sự buông bỏ, về giá trị của sự tu tập, về chân lý Phật, vân vân. Thì dĩ nhiên là giữa ngôn ngữ con người và con chó đó là khác nhau, nhưng mà chó thì nó có cái linh cảm, nó cảm nhận được. Thì con chó nó bắt đầu nằm xuống lắng nghe. Thì sau khi cho ăn bữa cơm no đây xong á, thì hòa thượng mới giả từ và trở về chùa. Thì sau đó đó thì chú chó bị giết thịt và chết. 12 năm sau đó thì có vị Phật sự hòa thượng tình cờ đi ngang cái khu làng đó, thì dừng lại ở một căn nhà để gieo duyên phúc điền cho gia chủ cúng dường. Thì trong nhà đó có một cậu bé 11 tuổi chạy ra. Lần đầu tiên gặp hòa thượng thì cậu bé này quỳ sụp lại xuống và có cái cảm giác là rất thân quen với hòa thượng, không muốn tách rời. Thì hòa thượng mới ngồi xuống, thay vì luật khắc thực á là nhận xong một tặng phẩm
rồi bày tỏ lòng biết ơn, rồi từng bước thảnh thơi đi tới phía trước, rồi cho đến lúc nào nhận đầy cái bát á, thì dừng lại đi về không nhận nữa. Hòa thượng dừng lại ngồi chơi với cậu bé, hỏi chuyện vân vân, thì cậu bé cảm thấy hòa thượng là một người rất là thân quen. Khoảng chừng chưa đầy 1 giờ sau đó đó thì cha mẹ cậu bé trở về nhà, thì cậu bé mới xin cha mẹ mình đó là theo hòa thượng đi đi tu. Thì cha mẹ rất là ngạc nhiên vì hồi nào giờ đâu có dẫn con mình đi chùa, mà hôm nay bỗng dưng khi có hòa thượng đi ngang rồi ngồi nói chuyện thì cháu này muốn đi tu mà mới 11 tuổi, biết gì đâu tu, thì cha mẹ không cho. Thì hòa thượng mới nói rằng là mọi thứ trên đời này nó đều có nhân duyên hết. Mặc dầu gia đình chị và anh nó không phải là Phật giáo, nhưng mà cháu này có hạt giống là tu sĩ. Để trở thành tu sĩ cho nên hãy tạo điều kiện thuận lợi cho cháu đi tu. Thì sau khi nghe thuyết phục về đó thì cha mẹ đồng ý, và sau đó thì cậu bé 11 tuổi này đó trở thành người đi tu ở tại chùa. Thì cái câu chuyện đó cho thấy đó là con chó trước khi chết được vị hòa thượng thuyết pháp rồi nó cảm nhận được bằng tâm, cho nên đó là khi tái sinh ra đó thì nó lại làm người trong một cái khu nhà gần đó. Rồi đúng 11 năm sau, khi bà hòa thượng đi ngang qua, cái nhân duyên này nó tái hội ngộ, mặc dầu gặp hòa thượng lần đầu đây với hình thức là kiếp người, không hiểu được cái gì hết, nhưng mà trong tâm nó có cái cảm giác cái gì rất là thân quen, cho nên nó đã đến gặp hòa thượng và cuối cùng là trở thành đệ tử của ngài. Thì cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy rằng là mọi người ở trong đời mà chúng ta ít nhất gặp một lần đều có nhân duyên, hoặc ở phương diện này hoặc là ở phương diện khác. Ví dụ như ngày hôm nay đoàn chúng ta đi tất cả là 1.000 người, có người thì ở tỉnh thành khác đến nhập vô đoàn để đi, cũng có các Phật tử Việt kiều ở châu Âu, ở Mỹ, Canada, Úc, và 10 mấy người về cũng tháp tùng với đoàn đi. Thì trên xe đó bắt đầu ngồi tâm sự với nhau là quen biết nhau, tạo ra những cái hạt giống nhân duyên. Và các cái nhân duyên tốt á, thì nó lại tạo ra các cái thuận duyên về sau này. Như vậy thì qua câu chuyện đó đó, chúng ta thấy rằng đó là cái sự tiến hóa của các loài vật và con người đó theo đạo Phật đó, nó khác hoàn toàn với học thuyết tiến hóa của Darwin. Darwin nó đầu tiên là từ những côn trùng vi tế, rồi sau đó trở thành là loài bò sát, rồi loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước, rồi trong cái loài bốn chân á thì phải trở thành như là khỉ vượn, có cái cấu trúc xương sườn đó gần như 70% so với con người, sau đó mới trở thành con người, trở thành là hoàn thiện nhất. Nếu mà cái học thuyết đó là đúng đó thì trong vũ trụ này, ở tại các cái sở thú bất cứ quốc gia nào cũng có, thì phải có nhiều loài khỉ vượn trở thành người, phải không ạ? Vậy chúng ta thấy là khỉ vượn vẫn là khỉ vượn, rồi khỉ đột vẫn là khỉ đột, và con người là con người thôi. Cho nên là học thuyết tiến hóa đó đó, nó làm một cái tiến bộ của khoa học hiện đại để tách rời cái lý giải cuộc sống từ kinh thánh, dựa vào cái tiến trình tiến hóa tự nhiên của các loài động vật. Nhưng nó gặp cái giới hạn ở một chỗ đó, là nó máy móc hóa, và do đó không phản ánh đúng được cái sự thật. Còn theo đạo Phật đó thì cái sự tiến hóa con người nó lệ thuộc vào đạo đức, rồi ý thức xã hội, hành vi xã hội, hành vi đạo đức. Ở con vật nào mà những hoạt động đó được phát triển thì sau khi chết á, các con vật đó sẽ tái sinh làm người. Còn con người nào mà trong kiếp sống á, sống bằng thú tính, rồi hành động thú, thói quen thú, mà không có thay đổi, không có ăn năn, không có sửa chữa, thì sau khi chết á, thì nó lại bị rê rớt làm các loài động vật. Đó là cái nhân quả nó tự động quyết định ra, chứ không phải là tự thân là từ cái loại A nó biến thành cái loại B, rồi loại B biến thành loại C, rồi C biến thành loại D. Nó không phải vậy, mà bản thân của tất cả các nghề nghiệp và thói quen
trong mỗi con người và các loài động vật tạo ra cái sự tái sinh của chúng ta ở kiếp sau. Hồi năm 1984 đó thì tôi ở tại chùa Đại Giác, rồi giữa năm 84 thì tôi mới đến chùa Giác Ngộ để xuất gia, vì chờ xuất gia ngoài không được mới rời khỏi chùa Đại Giác. Tại chùa Đại Giác đó có một con chó mặt rê khôn cực kỳ, và hòa thượng dặn chúng tôi đó, bất cứ một vị khách nào đến chùa mà con chó sủa đó thì phải đi theo coi chừng, chắc chắn là người đó là người ăn cắp. Thế lúc đầu hòa thượng nói, những ngày đầu tiên tôi vào chùa tôi không tin, nhưng mà tôi để ý vì hòa thượng dạy mình phải làm vậy, cho nên thể con chó sủa người nào là tôi phải đi theo canh người đó. Thì lát nữa không ăn cắp dép thì cũng ăn cắp trái cây, không ăn cắp trái cây thì cũng ăn cắp cái gì đó của chùa. Con chó nó thông minh cực kỳ, nó cảm nhận được cái tâm của người xấu. Và con chó này nó còn có đặc điểm thứ hai đó là mỗi ngày chùa có 4 thời kinh, thời kinh khuya là 3:30 nha. Thì đúng thời kinh là con chó lên trước, nó lên trước hòa thượng là khoảng 15 phút, nó nằm ngay cái chuông đó, nằm ngay cái chuông thôi. Rồi hòa thượng ngồi ngay vị trí chính giữa gõ chuông, rồi mấy chú tiểu thì gõ mõ, tất cả cùng tụng kinh theo. Sau khi tụng xong á, là hòa thượng đều đi xuống, nó cũng đi xuống. Và một ngày 4 là đúng như vậy. Thế là tôi chứng kiến rõ ràng trong trong đời của mình á, gần 1 năm trời như thế. Và thứ hai đó là con chó ở tại Thì Vị Vạn Hạnh. Hòa thượng Thích Minh Châu á, là viện chủ Thì Vị Vạn Hạnh, cũng là hiệu trưởng Đại học Vạn Hạnh trước năm 75, rồi là hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trước đó thì gọi là Trường Cao đẳng Phật Việt Nam. Thì cái thời gian mà tôi học với hòa thượng là năm 92 đến năm 94, thì hòa thượng dạy hai môn, thứ nhất là kinh Trung Bộ, thứ hai đó là thiền học thực hành. Thì đến cái giờ học thiền học thực hành á, thì hòa thượng thường lên giảng lý thuyết về thiền chánh niệm khoảng 15 phút. Rồi sau đó đó là tất cả các học tăng đó đi qua chánh điện của Thiền viện Vạn Hạnh để ngồi thực tập thiền. Thì hòa thượng có một con chó rất là thông minh, đó là trước khi hòa thượng đến đó ngồi thiền đó, là con chó nó chạy vô phòng hòa thượng, nó gặm cái bầu đòn. Bầu đòn tức là một cái dụng cụ hình vuông, nó khoảng chừng 8 tấc ngang, để ngồi thiền cho khỏi bị tê dứt chân. Và nó để đặt đúng ngay vị trí của chánh điện Thiền viện Vạn Hạnh, nó ngồi kế bên. Thì hòa thượng mới ngồi xuống là hướng dẫn thiền. Kết thúc thiền đó, thì hòa thượng lại Phật, chúng tôi cũng cùng lại Phật. Hòa thượng đứng dậy thì con chó đứng dậy và gặm cái bầu đòn đó đem về phòng của hòa thượng cấp. Thì tôi tin rằng đó là ai có đuôi chó đó thì sẽ cảm nhận được cái sự thông minh của chó. Hội Xuân đi bộ Nguyễn Huệ đó, thì kia này có những cái con chó Phú Quốc được xem là chó đặc chủng Việt Nam, với những cái màu sắc rất là đẹp, đúng không ạ? Cái đặc tính của chó là thông minh, thứ hai là trung thành, thứ ba là giữ của, thứ tư là bảo vệ chủ, và thứ năm đó là hạnh phúc của nó đó là bảo vệ được cái sự an toàn của gia đình. Nhớ đến 5 cái đặc tính này của con chó thì người tu học Phật phải dứt khoát nói không với việc ăn thịt chó. Cái đó nó tàn nhẫn lắm. Những con chó thông minh như vậy chắc chắn là sau khi chết á, kiếp sau sẽ trở thành là kiếp người thôi. Nó tiến hóa rất là nhanh. Tương tự, những loài thú phục vụ cho các rạp xiếc gồm là gấu nè, ngựa nè, beo nè, cọp nè, sư tử nè, nói chung những con nào mà phục vụ cho rạp xiếc á, thì cái phát triển ý thức của nó là đặc biệt hơn các chủng loại của nó. Cho nên á, khi mãn phần thì chúng sẽ đầu thai làm con người, tiến hóa lên một cấp, và con người đó là cái vị trí cao nhất. Và khi chúng ta đã được làm thân và con người rồi, đừng để rớt cái vị trí này, tụt xuống á, làm loài thú là tệ lắm. Chúng ta phải từ cái kiếp người trở lên, mà theo Đức Phật đó cũng đừng có mong làm trời,
tức là con người ngoài hành tinh, vì cái phước báo lớn quá người ta ít tu. Còn ở quả địa cầu này đó, nghiệp trắng nghiệp đen nó lẫn lộn, và hạnh phúc và khổ đau nó tương tác tương tức, cho nên chúng ta còn dễ tu. Chứ qua cái chỗ nào nó quá sướng, quá đầy đủ, quá tiện ích đó, thì chúng ta ỷ lại. Và Đức Phật cũng nói trong kinh đó, là chỉ với thân phận kiếp người chúng ta mới có thể tu tập trở thành thánh A-la-hán, trở thành thánh Bồ Tát và trở thành Phật. Cho nên con người đó là được gọi là tối tôn ở trong các loài động vật là vậy. Đức Phật có danh hiệu là Lưỡng Túc Tôn, bậc tôn kính giữa những người hai chân, đáng kính nhất. Chúng ta là một trong là những dự phật của là loài động vật đáng kính, tức là con người. Và cố gắng làm sao đó chúng ta trở thành con người có giá trị, con người hữu ích, trước nhất là cho gia đình mình, rồi làng xã, cộng đồng, quốc gia, và lớn hơn nữa, rộng hơn nữa là toàn cầu. Chúng ta phải vượt biên giới về cái nhận thức, tầm nhìn, lối sống, thói quen đó để tạo cái ảnh hưởng tích cực cho toàn cầu. Trong một kiếp người nếu nỗ lực đó, thì không làm ít chúng ta cũng làm nhiều, được nhiều. Nhưng mà ít nhất là phải có được cái tâm thức đó thì mới có thể hướng đến cái phấn đấu đó. Cho nên nhắc lại cái câu chuyện chú chó đầu thai làm con người và trở thành là người xuất gia, chúng ta thấy rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, chết không phải là hết. Cơ thể này trở về với cát bụi, hoặc là thiêu sau 4 tiếng, hoặc là chôn sau một thời gian nhất định. Tâm thức không mất đi, sau tích tắc chết thật đó, diễn ra đó, thì tâm thức là nhập vào trong bào thai của một người mẹ, nếu cái phước của chúng ta ở mức độ trung bình, hoặc là nhập vào bào thai của một giống cái nếu là nghiệp thú tính chúng ta quá nặng, tội lỗi quá ngập đầu mà không có sám hối để vượt qua. Và 10 tháng trung bình sau đó đó thì chúng ta sẽ trở thành một con người mới, một cô cậu bé mới. Như vậy học thuyết này đó nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm với các hành vi của mình, nghề nghiệp, thói quen, dầu luật pháp biết hay chưa biết, dầu bị kết án hay chưa kết án, tất cả những gì chúng ta đã làm nó không mất đi, và mình phải là người gọi là gánh lấy nó thôi. Nếu nó là tốt thì chúng ta sẽ hưởng quả thiện, hạnh phúc. Nếu nó là xấu thì chúng ta sẽ bị quả xấu thôi. Thì qua cái câu chuyện đó là chúng ta cố gắng thương chó nhiều hơn, vì nó gắn bó với hạnh phúc của chúng ta. Trong các loài gia súc á, thì có lẽ là con chó là cái con hữu dụng nhất, hữu dụng nhất, và cần phải được cái lòng từ bi chăm sóc của chúng ta nhiều hơn. Rồi khi mà mình nhận được cái sự bảo hộ của nó, quý vị cũng nên thực tập lòng biết ơn và mong mỏi làm sao sau khi mãn cái nghiệp kiếp này làm chó thì được tái sanh làm con người ở kiếp sau, chứ đừng có mong nó tiếp tục làm chó ở trong nhà mình nữa. Và hãy để cho tiến trình đó diễn ra một cách tự nhiên, tức là khi nó lớn lên già bệnh mà chết, chết tự nhiên chứ không phải chết do ăn thịt. Ở Ấn Độ thì quý vị là chó là ít có người nuôi lắm, chó hoang, chó phải tự đi ăn xin, chó phải tự kiếm ăn thôi, chứ không có người nuôi. Rồi các chú chó phải tập làm quen với cái thân phận của nó thôi. Và rất may đó, ở Ấn Độ người ta không có cái nghiệp gọi là giết chó ăn thịt, cho nên các cái chú chó nhỡn nhơ ở ngoài đường phố, rồi nó cũng không có tình trạng các sở thú đi bắt chó để là nuôi thịt cho các loài động vật giữ được là nuôi các sở thú. Cho nên các chú chó ở tại Ấn Độ rất được tự do, cũng là một thân phận chó thôi, nhưng mà ở Việt Nam á là sơ xuất chút xíu là bị ăn cắp ha, rồi là bị giết thịt. Còn tại Ấn Độ thì nó có thể sống cả một kiếp chó để trả hết cái nghiệp đó, rồi tiếp tục với là cái kiếp sau. Thì cũng là một thân phận thôi, nhưng ở một cái không gian khác đó, thì cái hoàn cảnh khác, cái nghiệp khác, nó tạo ra cái hiệu quả cuộc sống cũng khác. Thì tương tự con người cũng vậy. Thì khi mà mình sống trong một môi trường ảnh hưởng Phật pháp,
ảnh hưởng việc thiện, toàn là những con người tốt đẹp, cao quý, vô ngã vị tha, thì tâm chúng ta cũng đi theo cái hướng đó mà nó nâng lên. Và đừng để cho tâm mình bị dướng kẹt vào những cái suy nghĩ nhỏ hẹp, hành vi nhỏ hẹp, rồi thói quen tiêu cực, thì giờ chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng. Bây giờ thì tất cả chúng ta cùng thánh lễ.